Minh Điện Tử Vi hoan hỉ chào đón cư bác, anh chị đã đến với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới cư bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban tổ chức trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị đó chính là tử vi tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, được bề trên ban cho lộc lớn mà ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc láng đầy nhà, ăn Tết cực to, cực may, cực đỏ. Thưa quý cô bác Mậu Thân thân mến, sự vất vả của 1968 là điều được định sẵn trong cuộc đời của họ khi họ phải đối diện với những gì mình gây ra. Không còn có thể lảng tránh hay lười biếng mà phải hành động với đầy tính trách nhiệm và sự lo toan, bỏ cuộc là điều không thể có. Nên chỉ có cách duy nhất là mặc kệ người đời hay mặc kệ miệng lưỡi, cứ vậy mà cặm cụi làm việc, hy vọng hanh thông. Tại thời điểm tháng 12 âm lịch tới đây, bản mệnh một bước lên mây, phúc khí bao vây, cứ thế hốt chọn lộc trời, tiền về ngập két, trả sạch nợ nần. Bản mệnh tuổi này sẽ được thần tài điểm tên, giàu có bất ngờ, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, lấy lại những thứ xứng đáng thuộc về mình. Tuy nhiên, cần phải thực sự biết một điều, không sẽ gặp phải họa lớn, vậy không để mất thêm thời gian, cô bác hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Thưa quý cô bác tuổi Mậu Thân thân mến, định luật cây tre nona rằng, tre mất 3 năm đầu để lên được 2 đến 3 phân. Sau đấy đến năm thứ 5 trở đi thì mỗi ngày lên được 30cm và chỉ mất 6 tuần để lên được 15m. Với 1968 Mậu Thân, tạm áp dụng định luật cây tre vào mệnh số của họ, vì họ dừng chân tại chỗ đã khá là lâu rồi. Dừng chân không phải là không làm gì, làm chứ, vẫn làm nhiều là khác, chỉ là tựu thành thì chưa lắm so với cái nỗ lực, cái gốc rễ của họ mà thôi. Này Mậu Thân thân mến, cô bác còn nhớ có cái thời cô bác suy nghĩ mọi sự giản đơn chứ, tự tin cho rằng chỉ cần mình cố là sẽ thắng, chỉ cần mình chiến là sẽ được, bao lần vỡ òa vì nước đến chân mới nhảy, nhưng lại nhảy được rất xa, bao lần đạt được thắng lợi nho nhỏ về thân, nhưng sau khi dày công kỷ luật, tất cả những thứ đấy có thể cô bác đã quên, vì bị không gian xung quanh đồng hóa, có thể cô bác không còn nhớ bị đời vùi cho suốt những năm vừa rồi, nhưng đừng tự khóa lại sự bất phàm của bản thân như thế. Cặm cụi và lầm lũi, chăm chỉ và lì đòn, thêm tính kỷ luật cùng biết dựng xây tính toán kế cuộc đời, Mậu Thân chắc chắn sẽ còn lật mình mà tiến xa. Tôi không quan tâm cô bác bao nhiêu tuổi, cũng chẳng quan tâm cô bác mạnh yếu như thế nào, tôi chỉ mong cô bác luôn giữ vững niềm tin vào cuộc sống, tin chính bản thân của mình. Việc cải vận thay mệnh sẽ chẳng khó khăn gì với Mậu Thân cả, một trong những điều mà thầy bói đã phán đó là người Mậu Thân chưa thực sự hiểu chính bản thân họ. Suốt ngày lo nghĩ cho người khác mà lại chẳng quan tâm yêu thương bản thân mình, đến tuổi này rồi mà vẫn chưa hiểu được tại sao bản thân mình vẫn mãi cực khổ, thì cũng vừa đáng trách mà vừa đáng thương. Dẫu biết cuộc sống Mậu Thân cũng không dễ dàng gì, cày như trâu mà lại chẳng nhận được thành quả xứng đáng, sống hiền lành nên luôn bị bất công chèn ép, thị phi bùa vây, Mậu Thân ạ, đã đến lúc chấm dứt sự thống khổ này thôi, hãy ngồi lại và lắng nghe bản thân của mình nhé. Tháng 12 phát tài chính là thời điểm đầy triển vọng đối với người tuổi Mậu Thân. Nhiều phương diện cuộc sống của cô bác có bước cải thiện lớn lao và đó chắc chắn là thành quả xứng đáng với công sức cô bác bỏ ra từ trước đến nay. Nguyệt lệnh lâm dưỡng đại diện cho sự phát triển, nhờ vậy mà công việc của cô bác cũng sẽ có những thành tích đáng mừng từ trước đến nay. Nếu cô bác vẫn luôn ngoan cường chịu được nhiều khó khăn, vất vả không than vãn, không bỏ cuộc thì tháng này cô bác sẽ có nhiều cơ hội phát triển. Năng giao tiếp giỏi cũng sẽ giúp ích cho cô bác rất nhiều trong quá trình xây dựng các mối quan hệ, thậm chí có người còn may mắn gặp gỡ quý nhân, chạm tay vào cơ hội hiếm có. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện người tuổi Mậu Thân 1968 trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Những người sinh trong thời gian từ ngày 29 tháng 1 năm 1968 đến ngày 15 tháng 2 năm 1969, dương lịch, thuộc tuổi Mậu Thân, cầm tinh con khỉ,
Thiên can Mậu kết hợp với địa chi thân, có nghĩa là độc lập chi hầu, kỷ độc thân. Tuổi 1968, mệnh thổ, đại trạch thổ, đất nền nhà, năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh hỏa, căn cứ thuyết ngũ hành. Mệnh hỏa của năm tương sinh với mệnh thổ của tuổi, hỏa sinh thổ, được đánh giá là rất tốt, can Mậu tương khắc với can Giáp, địa chi thân tam hợp với Thìn. Đại trạch thổ, hay còn gọi là đại dịch thổ, là một nạp âm trong mệnh thổ. Ngoài những đặc điểm chung của mệnh thổ, thì những người thuộc mệnh đại trạch thổ cũng có những đặc trưng khác nhau. Đại trạch thổ giải thích theo chiết tự, thì đại tức là to lớn, trạch là vùng đầm, hồ, ao, bùn lầy, vũng có nước, thổ là đất. Như vậy đại trạch thổ tức là vùng đất đầm lầy. Nạp âm này còn có cách gọi là đại dịch thổ, trong đó dịch nghĩa là sự di chuyển thay đổi vị trí khác nhau. Địa dịch thổ được hiểu là bãi đất, cồn đất, gò đồi thấp được kiến tạo, nên trong quá trình biến động của địa chất, địa lý. Hiểu được mệnh đại trạch thổ của Mậu thân là gì, ta có thể nắm được một số đặc trưng trong tính cách của người mệnh này như sau. Vì đất cồn bãi là dạng địa tầng được kiến tạo nhờ các yếu tố địa lý khác nhau, nên đặc trưng của dạng vật chất này là thiếu tính ổn định. Người tuổi thân mệnh đại trạch thổ cũng vậy. Khác với những nạp âm khác của mệnh thổ, người mệnh đại trạch thổ có tính khí khá tùy duyên, hành sự thuận tiện, không gò bó theo một khuôn mẫu có sẵn nào. Ưu điểm của người mệnh này là sự cơ trí, linh hoạt, tháo vát, có nhiều kế hoạch và sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng mang lại nhiều lợi ích tối đa nhất. Chính vì cá tính linh động nên họ thường rất được yêu mến vì thoải mái, dễ tính và có năng lực đạt hiệu quả cao trong thời kỳ biến động. Tuy vậy, nhược điểm của họ là chính vì khá tùy duyên, tùy thời nên bản mệnh dễ bị dao động tâm tư, lập trường và nguyên tắc không nhất quán như những người anh em mệnh thổ khác. So với tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, công việc tháng này của tuổi Mậu thân gặp nhiều áp lực và khó khăn hơn, các mối quan hệ xã giao cũng rối ren, nhiều phiền toái, may mắn có chính quan hỗ trợ, không gian thăng tiến vẫn còn nhiều, quan trọng là bản mệnh thực sự mong muốn và chủ động nắm bắt cơ hội. Tài vận ở mức trung bình, các khoản chi tiêu phát sinh nhiều, lại có tiểu hao hung tinh ảnh hưởng, nếu không khéo léo sắp xếp, dễ rơi vào tình cảnh vay mượn, nợ nần, dù sao tiền lương và thưởng Tết trong tháng cũng khá nhiều, yên tâm chuẩn bị đón Tết mà không phải bận tâm suy nghĩ quá nhiều. Vận đào hoa đang khởi vượng, người độc thân tranh thủ cơ hội tìm cho mình người tâm đầu ý hợp, chủ động là cách tiếp cận trái tim đối phương dễ dàng nhất. Tất nhiên, chủ động vẫn phải khéo léo, thô quá sẽ bị đánh giá thấp, các cặp vợ chồng đề phòng kẻ thứ ba phá đám. Về sức khỏe, ăn uống vô độ khiến các chứng bệnh về tiêu hóa tái phát, nhất là chứng đau dạ dày. Vì thế, hãy tiết chế lượng thực phẩm đưa vào cơ thể, đảm bảo duy trì cân nặng bình ổn, không bị tăng đột biến. Về phương diện sự nghiệp, người tuổi Mậu thân có một tháng cuối năm làm việc tất bật, đối mặt nhiều khó khăn, áp lực, khối lượng công việc nhiều. Việc nào cũng cần gấp rút hoàn thiện, vì thế mà bạn luôn trong trạng thái vắt chân lên cổ làm việc, chứ không còn được thảnh thơi như thời gian trước. Các mối quan hệ xã giao thiếu sự hài hòa, nội bộ lục đục, xảy ra nhiều cạnh tranh, mâu thuẫn. Tất nhiên, việc gì cũng có hai mặt tốt xấu, tốt ở chỗ có cạnh tranh là có phát triển. Xấu ở chỗ nó khiến bạn phải suy nghĩ, lao tâm khổ tứ nhiều. Và tất nhiên, ai biết chủ động nắm bắt cơ hội, có sức chịu đựng bền bỉ, người ấy sẽ có được thành công như mong muốn. Sự xuất hiện của chính quan mang tới những hỗ trợ cần thiết trong công việc cho tuổi Mậu thân tháng này. Vận quý nhân không đến nỗi tệ, quan trọng là bạn có tinh tế để nhận biết ra người đó là ai mà để nhờ cậy hay không thôi. Công việc kinh doanh, buôn bán trong tháng trước nghịch sau thuận, ban đầu vào vấp khá nhiều khó khăn, nhưng càng làm càng hanh thông, cứ kiên trì tới cùng sẽ thu về kết quả ưng ý. Về phương diện tài lộc, mặc dù công việc bận rộn và nhiều áp lực, song tuổi Mậu thân sẽ được đền đáp xứng đáng bằng mức thu nhập cuối tháng. Tháng này, ngoài tiền lương chính, bạn còn có thêm những khoản thu phụ như tiền thưởng, tiền hoa hồng, tiền doanh thu, quà tặng. Nhìn chung tổng thu nhập tháng dồi dào, tiêu tiền không phải đắn đo suy nghĩ. Với những bạn trẻ chưa lập gia đình, nên hết sức đề phòng tiểu hao hung tinh gây hao tốn tiền của. Cần tiết chế ham muốn mua sắm mùa giảm giá cuối năm, hạn chế những đồ không cần thiết, tránh rơi vào tình trạng tiền vào tay rồi lại bay ngay. Người kinh doanh, buôn bán có một tháng thu nhập khởi sắc, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, một vài dự án đầu tư có dấu hiệu sinh lời. Bản mệnh yên tâm đón Tết cùng gia đình, chi tiêu thoải mái mà vẫn có khoản tích lũy dư rồi. Với người kinh doanh, buôn bán, để thúc đẩy tài khí tăng mạnh, thu hút nhiều may mắn tiền bạc, bạn có thể đặt ở cửa hàng biểu tượng mèo thần tài. Vị trí đặt tượng mèo chiêu tài phù hợp nhất là ở hướng bắc cửa hàng, cửa hiệu hoặc phòng khách. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Tình cảm của người tuổi Mậu thân có sự chuyển biến tích cực trong tháng cuối cùng năm Quý Mão này,
Người độc thân vượng nhân duyên, đi đâu cũng được mọi người yêu mến, thậm chí còn gặp quý nhân mai mối đối tượng phù hợp, vì thế sẽ không quá khó khăn để bạn tìm thấy đối tượng ưng ý cho mình, chấm dứt kiếp FA đeo bám. Với các cặp đôi đang yêu, kể cả yêu xa hay gần, tình cảm ngày càng gắn kết mặn nồng, chỉ sau thời gian ngắn nữa thôi là hai bạn có thể chính thức hóa mối quan hệ và về chung một nhà rồi. Hãy kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp, các cặp vợ chồng kết hôn lâu, tình cảm cũng ngày càng bền chặt, có điều không ai biết trước chữ ngờ. Vận đào hoa sát đang đeo bám, bản mệnh nên thận trọng trong các mối quan hệ, đừng để bị lôi kéo vào tình cảm tay ba phức tạp, đe dọa hạnh phúc gia đình. Về phương diện sức khỏe, tuổi Mậu Thân theo lịch âm, phương diện sức khỏe phát sinh khá nhiều vấn đề nổi cộm, tháng có lộc về ăn uống, bản mệnh liên tục được mời ăn uống, tiệc tùng. Vì thế mà chế độ dinh dưỡng thường ngày gần như bị đảo lộn hoàn toàn, đó là nguyên nhân chính gây ra tình trạng khó chịu như đầy hơi, chướng bụng, tiêu hóa kém. Trong tháng, trẻ nhỏ và người già sức đề kháng kém rất dễ mắc các bệnh lây lan qua đường hô hấp như cảm cúm, đau mắt đỏ, bạn mệnh nên dành nhiều thời gian quan tâm và chăm sóc sức khỏe cho họ hơn. Lưu ý, tháng có thiên hình hung tinh tác động, tuổi Mậu Thân đi đứng cẩn thận, hạn chế bị thương tật, chảy máu do tai nạn xe cộ, nghiêm trọng có thể ảnh hưởng tính mạng. Thưa quý cô bác, chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là chúng ta đã khép lại một năm 2023 dài đẵng đẵng. Đối với Minh Đường tử vi thì năm qua khá nhiều may mắn, nhờ được các thầy tử vi dự đoán được tương lai nên biết tránh những họa hại vận vào mình, nên cũng bớt phần đen đủi. Không biết quý cô bác Mậu Thân 1968 có ổn không ạ? Hãy bình luận xuống bên dưới video để Minh Đường tử vi được biết nhé. Trước khi đến với chi tiết từng tuần trong tháng 12 âm lịch này, Minh Đường tử vi xin gửi tới một đoạn chưa đầy đủ lắm về năm 2024 của quý cô bác tuổi Mậu Thân. Vậy năm 2024 này là hung hay cát? Xin hãy đến với phần luận giải sau đây của Minh Đường tử vi nhé. Trong năm 2024 này, nam Mậu Thân 1968 đứng trước nhiều thay đổi đáng kể về sự nghiệp, tài chính, tình cảm và sức khỏe. Cơ hội sẽ đến nếu bản mệnh làm việc với chiến lược rõ ràng, nhìn thấu suốt mọi việc, giữ tinh thần điềm tĩnh, tập trung vào một công việc ổn định, sẽ tìm thấy sự thịnh vượng trong năm Giáp Thìn. Vận trình tử vi của nam mạng tuổi 1968 trong năm Giáp Thìn 2024 có sự đan xen giữa những thuận lợi và thử thách. Lời khuyên cho bản mệnh là chăm chỉ và biết cân nhắc lựa chọn thì sẽ vượt qua được mọi vấn đề và đạt được những thành quả nhất định. Năm Giáp Thìn 2024 này, nam tuổi Thân 1968 sẽ có sự nghiệp bình ổn, mọi việc đã vào guồng và đều đặn tiến triển. Dù vừa làm vừa học cũng không ngại khó khăn, vất vả, kiên trì đến cùng thì sẽ gặt hái thành quả xứng đáng. Là người giỏi ngoại giao và sống đức độ, Mậu Thân nam mạng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của người quý trọng, đôi lúc trong công việc sẽ gặp một số vấn đề khúc mắc nhất định, việc không ngại nêu quan điểm, đóng góp ý kiến sẽ giúp tập thể đạt được bước phát triển mới. Chính từ đó, nam Mậu Thân càng có thêm nhiều kinh nghiệm áp dụng cho công việc sau này, người làm lãnh đạo sẽ thu phục được lòng người. Trong năm 2024, vận trình tài chính của nam mạng tuổi Mậu Thân khá tích cực, bản mệnh nếu đã nghỉ hưu thì đã tích lũy được một khoản tiền nhất định để chi tiêu và đầu tư. Ngoài ra, bản mệnh cần thận trọng về tiền bạc, có thể trong năm này sẽ có nhiều chi tiêu đáng kể. Ở độ tuổi 57, nam mạng tuổi Mậu Thân nên lưu ý quản lý tài chính sáng suốt, hãy hạn chế những khoản chi tiêu không cần thiết. Điều đó sẽ giúp tiền bạc của mệnh chủ không bị thất thoát và đạt được an toàn tài chính. Trong năm Giáp Thìn 2024, vấn đề gia đạo của nam tuổi Mậu Thân cần chú ý nhiều hơn, bản mệnh nên giữ tâm lý tích cực trong gia đình và luôn ứng xử chín chắn, bình tĩnh với con cái, những người thân bên cạnh, trân trọng hạnh phúc gia đình, tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ bằng những cuộc gặp gỡ, sum họp gắn kết tình yêu thương giữa các thành viên, hãy lắng nghe những thế hệ sau và yêu thương ủng hộ họ, hãy làm điều đó bằng tất cả tấm chân tình. Lúc nào bản mệnh cũng nên đặt gia đình lên vị trí ưu tiên hàng đầu, cuộc sống thỉnh thoảng vẫn có những mâu thuẫn, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng khuyên bảo con cháu thì mọi việc sẽ được theo ý nguyện. Thể trạng của nam mạng Mậu Thân sẽ bộc lộ những dấu hiệu cho thấy mệnh chủ đã bước vào độ tuổi 57, cơ thể đang cần một chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt điều độ và nghỉ ngơi nhiều hơn, nên mệnh chủ cần chú ý tới điều này, tập thể dục thường xuyên, ăn uống theo chế độ cân đối dinh dưỡng, uống đủ nước và ngủ 8 tiếng mỗi ngày. Mệnh chủ nên kiên trì thực hiện thành thói quen, quý trọng sức khỏe sẽ đem lại cơ thể khỏe mạnh hơn trong năm 2024 và những năm tới. Trong năm 2024 này, nữ Mậu Thân 1968 sẽ có nhiều cơ hội lẫn thách thức trong công việc và tài chính.
Nếu làm việc theo kế hoạch cẩn thận và có nhân sinh quan sâu sắc về mọi việc xảy ra năm nay, bản mệnh sẽ được hưởng tài lộc và may mắn. Bên cạnh đó, vận trình tử vi tuổi Mậu Thân trong năm Giáp Thìn cần chú ý hơn về sức khỏe và gia đạo. Khi xuất hành đi xa nên chú ý đến sức khỏe, sự an toàn của bản thân, lập kế hoạch từ trước thì mọi việc sẽ xô sẻ. Năm Giáp Thìn 2024 này, nữ tuổi Thân 1968 sẽ có nhiều niềm vui trong công việc. Bản mệnh nếu làm việc gì cũng chuẩn bị kỹ thì sẽ đạt được kết quả tốt. Là người thông thái, có cái nhìn xuyên suốt các sự việc, Mậu Thân nữ mạng dễ được mọi người đồng thuận và tin tưởng, kinh doanh thuận theo ý muốn. Còn đối với những nữ Mậu Thân đã nghỉ hưu, năm 2024 cũng là năm lý tưởng để triển khai các kế hoạch cá nhân trong gia đình. Với kinh nghiệm phong phú, bản mệnh luôn có những đóng góp cho tập thể, làm gương cho mọi người xung quanh. Bởi vậy, Mậu Thân nữ mạng nhận được sự kính phục, tôn trọng từ các mối quan hệ và thế hệ con cháu. Trong năm 2024, tình hình tài chính của nữ mạng tuổi Mậu Thân sẽ phát triển và duy trì ổn định. Bản mệnh càng quản lý chi tiêu tốt thì tài chính của gia đình càng gia tăng. Cần kiệm là gốc rễ của giàu sang, hiểu được điều này nên nữ mệnh luôn biết cách chi tiêu hợp lý. Ở độ tuổi 57, hầu hết nữ tuổi Mậu Thân đã lập khoản dự trù cho tương lai để chủ động trong mọi việc. Thông qua năng lực an toàn tài chính của mình, bản mệnh là tấm gương cho con cái học hỏi. Trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nữ tuổi Mậu Thân có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, ấm áp, mệnh chủ luôn biết cách thể hiện tình yêu thương, bao dung, thấu hiểu con cái và những người thân bên mình. Bữa cơm gia đình luôn đầy ắp tiếng cười và những lời thăm hỏi, động viên, dù đôi lúc có cách trở về không gian, thời gian, thì sự quan tâm lẫn nhau, ủng hộ và khích lệ trong gia đình vẫn không thay đổi. Mệnh chủ và gia đình luôn là nơi đón chào con cháu trở về thật ấm áp mỗi dịp sum vầy. Với nữ mệnh Mậu Thân, năm Giáp Thìn và cả những năm sau này, gia đình luôn là bến đỗ của tình yêu thương thực sự. Bởi vậy mà mệnh chủ luôn dành tình yêu vô điều kiện cho chồng, các con cháu của mình, gia đình đón tin vui, thêm người, thêm của. Bước sang tuổi 57, nữ Mậu Thân cũng có nhiều dấu hiệu sức khỏe khác với trước đây, xương khớp đau nhức hoặc có thể thường xuyên chóng mặt, đau đầu. Dù đây là biểu hiện tự nhiên nhưng biết chăm sóc kịp thời, sức khỏe của mệnh chủ sẽ được cải thiện. Duy trì chế độ ăn uống đủ chất và cân đối dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và uống đủ nước sẽ tiếp thêm cho cơ thể năng lượng, sự dẻo dai và sức đề kháng. Hãy chủ động chăm sóc sức khỏe từ sớm để phòng tránh các căn bệnh tuổi già. Năm 2024, nữ mạng tuổi Mậu Thân được sao Mộc Đức chiếu mệnh. Đây là một trong ba sao tốt nhất hệ thống sao Cửu Diệu, chủ về tin vui tài lộc. Sau này sẽ đem đến cho phương diện tình cảm của nữ Mậu Thân nhiều hỷ sự, công việc có thêm tài lộc. Nếu sống ngay thẳng, lương thiện thì cuộc sống bản mệnh sẽ nhận được phúc báo xứng đáng. Người xưa có câu, gieo nhân nào gặt quả đó, mọi hành động thiện tâm đều sẽ thu về thiện quả. Nếu có lợi ích vật chất, tinh thần thì bản mệnh nên biết hài lòng và chia sẻ thành quả đó với người thân. Đó là cách giữ được phúc khí cho mình và để đức cho con cháu. Tử vi nữ mạng tuổi Mậu Thân trong năm Giáp Thìn này gặp hạn tam kheo, vì thế mệnh chủ nên quan tâm đến sức khỏe xương khớp và mắt, xuất hành đi xa nên cẩn thận để giữ bản thân an toàn. Để giảm trừ vận hạn, nữ mạng tuổi Thân 1968 nên vận động vừa đủ, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, không xem tivi điện thoại nhiều sẽ ảnh hưởng đến mắt, cùng với đó là thăm khám sức khỏe định kỳ để kịp thời điều trị bệnh tật. Và bây giờ xin mời quý cô bác tuổi Mậu Thân 1968 đến với luận giải chi tiết từng tuần trong tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2023 nhé. Tử vi tuần 1, tuổi Mậu Thân tháng 12 âm lịch 2023. Đầu tuần có vẻ hơi khó khăn với tuổi Mậu Thân, nhưng giữa tuần thì may mắn gấp đôi, những chuỗi ngày gian nan vất vả của bạn sắp qua đi, nhường chỗ cho sự thăng tiến, đặc biệt là nam tuổi Mậu Thân, mọi mặt đều như ý vẹn toàn. Cát tinh Thái Dương mang đến tin vui cho công việc của con giáp này, Mậu Thân đi làm ăn xa được nhiều may mắn, làm ăn phát đạt. Nhất là với nam giới, bạn có tiếng nói trong công việc, không sợ tiểu nhân ức hiếp, càng bị đè nén càng phát huy được năng lực thực sự. Tài lộc trong tuần khá ổn, cả nguồn thu chính và phụ cùng tăng, điều này có nghĩa dù làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng đều có thu nhập tốt. Tuổi Mậu Thân hãy xác định lại mục tiêu phía trước của mình, tranh thủ kiếm tiền thì tuần này là thời điểm đẹp nhất. Tuy nhiên, đường tình duyên có thương quan tác động nên không được may mắn, tuần này bên nội nhà bạn dễ xảy ra trục trặc, có xích mích nhỏ, làm gì cũng vấp phải khó khăn. Bên cạnh đó, tuổi này cần phải học cách nhìn người, đừng để vẻ hào nhoáng bề ngoài đánh lừa. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao,
giờ tốt 15 đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, trắng, quý nhân phù trợ, thìn, thân, con số may mắn, nam, 7, 37, 81, 43, nữ, 8, 55, 34, 97. Tử vi tuần 2, tuổi Mậu Thân tháng 12 âm lịch 2023. Tuần mới hứa hẹn có những tiếng cười rộn rã từ nơi công sở cho tới về nhà, thậm chí có những người nhận được phần thưởng, được ghi nhận trong công việc của mình. Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Mậu Thân khá vui tươi và rực rỡ trong tuần này, hai người vui vẻ bàn bạc cho những kế hoạch trong tương lai và cùng hỗ trợ nhau thực hiện. Những người độc thân có rất nhiều cơ hội gặp gỡ những người tâm đầu ý hợp, bạn cũng rất cởi mở trong mối quan hệ với người khác. Dưới ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh, cho nên sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu giảm sút, bạn chớ nên chủ quan với những vết thương, sưng tấy nhỏ vì nó có thể là nguyên nhân khiến bạn phải nhập viện đấy. Ngoài ra, bạn cũng nên cẩn thận trong ăn nói, kẻo rước họa thị phi vào nhà, may mắn là trong tuần này có thiên đức ghé thăm mang lại tài lộc, tiền bạc rực rỡ cho bản mệnh nhiều, người có được nguồn thu đáng kể từ việc làm thêm công việc phụ hoặc hỗ trợ ai đó trong thời gian ngắn. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 9 đến 11 giờ, màu sắc cát tường, vàng, đen, quý nhân phù trợ, mùi, thân, con số may mắn, nam, 4, 16, 68, 33, nữ, 2, 83, 22, 56. Tử vi tuần 3, tuổi Mậu Thân tháng 12 âm lịch 2023. Tuần mới bạn được hỗ trợ khá nhiều trong công việc, dù gặp khó khăn nào cũng ngay lập tức có người giúp sức, nhờ thế mà vận trình sự nghiệp không có chướng ngại nào quá lớn. Hơn nữa, bạn cũng khá cởi mở và biết lắng nghe những ý kiến đóng góp của mọi người, lại có thêm thiên ấn xuất hiện từ đầu tuần, nên bản mệnh có thể lên kế hoạch cho những việc cần làm trong tuần, nhờ thế mà bạn rất tập trung, có thể cuối tuần còn có chút thành tích đáng kể nữa đấy. Người tuổi Mậu Thân đừng mong đợi quá nhiều vào chuyện tình cảm của mình trong tuần này, chính cách cư xử không phù hợp của bạn đang đẩy hai người ra xa. Tuy nhiên, chớ nên để xảy ra trường hợp chiến tranh lạnh, vì đó có thể là nguyên nhân gây rạn nứt lớn đấy nhé. Nhờ có tử vi cát tinh nên dù công việc bận rộn, nhưng bù lại bạn được trợ lực sự nghiệp, tài lộc hanh thông, vấn đề tài chính có nhiều dấu hiệu khả quan, nên sẽ an ủi phần nào. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 9 đến 11 giờ, màu sắc cát tường, đen, trắng, quý nhân phù trợ, dần, mão, mùi, con số may mắn, nam, 4, 46, 57, 80, nữ, 2, 61, 05, 17. Tử vi tuần 4, tuổi Mậu Thân tháng 12 âm lịch 2023. Tuần này con giáp tuổi Mậu Thân mới là người tự tạo niềm vui cho mình, nếu bạn càng phụ thuộc cảm xúc bạn càng dễ bị thất vọng. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói nếu không muốn người khác khó chịu và đối xử không hay với bạn. Thái âm cát tinh sẽ hỗ trợ cho vận trình công việc của mệnh chủ là nữ giới. Nhờ thế mà bạn có khả năng bao quát công việc tốt hơn trước rất nhiều, có người gây ấn tượng với thành tích đáng kể trong thời gian này. Trong tuần này, về phương diện tình cảm, người độc thân sẽ có nhiều cơ hội để gặp được nửa kia, bạn hãy thử nhìn xung quanh. Tại nơi làm việc hay các mối quan hệ bạn bè xem, biết đâu đang có một người thầm thương trộm nhớ bạn. Tuần này, với những vấn đề tiền nong không phải của mình, bạn chỉ nên góp ý nhẹ nhàng, không nên can thiệp quá sâu, hãy để cho người ta có thời gian để xử lý vấn đề của họ. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 13 đến 15 giờ, màu sắc cát tường, vàng, hồng, quý nhân phù trợ, mùi, dậu, con số may mắn, nam, 1, 30, 62, 29, nữ, 5, 87, 49, 70. Thưa quý vị, học tập là chìa khóa để mở ra cánh cửa của tri thức và thành công, và trong cuộc hành trình đầy thử thách và đáng nhớ này, những câu nói truyền cảm hứng học tập không chỉ là nguồn động lực mà còn là nguồn cảm hứng đưa chúng ta vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu đề ra. 1. Tri thức là vũ khí mạnh nhất mà con người có thể sử dụng để thay đổi thế giới. 2. Kiến thức là quyền hộ chiếu cho tương lai thuộc về người chuẩn bị nó từ hôm nay. 3. Cơ hội không tự xảy ra, chính bạn tạo ra nó. 4. Không có đường tắt nào dẫn đến con đường đáng đến nhất. 5. Trên con đường dẫn đến thành công sẽ không có dấu chân của kẻ lười biếng. 6. Học là quá trình khám phá, không chỉ là nhận thức. 7. Thành công không phải là đích đến, mà là cả một quá trình. 8. Hãy học từ ngày hôm nay để ngày mai trở nên tốt hơn. 9.
Hãy đầu tư vào kiến thức của bạn, tương lai bạn sẽ nhận được lợi ích càng nhiều. 10. Kiến thức là sợi dây để chắp cánh ước mơ. 11. Nắm bắt tri thức bạn sẽ thay đổi được cuộc sống của mình. 12. Rốt đến đâu học lâu cũng sẽ biết. 13. Chơi không học bán rẻ tương lai. 14. Khi bạn khao khát điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp sức giúp bạn. 15. Đừng xấu hổ nếu không biết, chỉ hổ thẹn nếu không học. 16. Những gì chúng ta biết hôm nay có thể lỗi thời hôm qua, nếu chúng ta ngừng học thì sẽ ngừng phát triển. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.